Hello xin chào tất cả anh em Thì hôm nay bên em lại tiếp tục về những mẫu quản lý nguồn anh em nhé Mẫu quản lý nguồn của lợi -E acoustic Mang nhãn hiệu P9 à, Với cái mẫu quản lý nguồn này Thì cái mặt của nó anh em thấy rất là đẹp Rất là chất lượng đúng không ạ Về hình thức Và à, sử dụng thì nó rất là thuận tiện Và rất là dễ sử dụng cho anh em Đó nó có cái cầu dao này Bật tắt này Ok chưa Đó, Cầu dao bật tắt Tắt mở và những cái nút đó, từ kênh 1 cho đến kênh 8 nhá. Đấy, có tới 8 cổng luôn. À, 8 cổng cho anh em sử dụng. Mặt trước có tới một cổng. Đấy, à, 8 cổng này là 8 cổng đằng sau. Ok chưa ạ? À, những nút này nó rất là nhạy. À, à, Pipad là sử dụng hay không sử dụng này. À, chúng ta chỉ cần tắt mở một cái nút này thôi. Đó, đây là dòng quản lý nguồn P9. À, rất là chất. Thời gian vừa qua bên em bán rất là nhiều. Hôm nay lại tiếp tục về. Đấy. Cầm ra cửa hàng có mấy con anh em nhé cầm sang để à, téc và chiều nay thì đóng cửa hàng đi cho các bác luôn. À. Bây giờ thì em sẽ cho anh em xem mặt đằng sau đây. À, mặt đằng sau. Đằng sau được 8 cẩm anh em thấy ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cẩm đúng không? Đó, đây nó có đẹp của đường lai hết này. Đấy, in out, à, người ta dùng giác 6 ly. À, anh em có thể lai like ra. Khá là chất đúng không ạ? Đặc biệt cái dây nguồn của nó rất là to anh em nhé Anh em nhìn này, dây nguồn trà bá luôn Đó Dây nguồn quá chất Quá to luôn Dây to vậy đâm ra là khi chúng ta cắm tất cả thiết bị Cắm nhiều thiết bị và không bao giờ sợ Không bao giờ sợ bị lắm Bây giờ em sẽ cắm điện nguồn vào nhé Em sẽ cắm vào cái con uh, PS9.2 này đó, quản lý nguồn Con này giá cao hơn này Đó, con này là giá là có 2 triệu 2 Đấy, 2 triệu 2 Còn con P9 này Đấy, Con P9 này là giá là 1 triệu 600 nghìn đồng Bao ship anh em nhé Bao ship và giao hàng toàn quốc hết Anh em thấy không ạ Anh em thấy không ạ Tất cả nó báo địa áp vuông hết này Đấy, Khi bật lên này Đó, Cái nút này là không chưa bật này Đấy, Giờ em bật lên nhé 1, 2, 3 bốn, 4 5 Ok chưa Khá là chất Giờ sẽ Bật cục đẩy này lên luôn Đấy, Cắm vào cái con quản lý nguồn này luôn anh em nhé Và sẽ mở bản nhạc lên này Anh em thấy thật tiện không Ok chưa anh em mà chỉ cần tắt mở anh em chỉ cần tắt một cái nút này thôi bởi vì tất cả các thiết bị như thế này là em cắm vào con quản lý nguồn này cắm một quản dưới này Cái cục đẩy này đang cắm vào con quản lý nguồn dưới này giờ em sẽ tắt đi này đó nó sẽ tắt hết đi anh em thấy không tắt một phát là hết luôn ok chưa đó cục đẩy em tắt luôn rồi ok giờ bật lên này Đấy. đẩy này ok chưa Quản lý nguồn này, Đó, từng con một anh em nhé. À. Khá là dễ sử dụng, đúng không ạ? À. Thì đây là cái mẫu quản lý nguồn rất là chất giá bên em hiện tại đang bán giá công khai là 1 triệu 600 nghìn đồng. Đó, 1 triệu 600 nghìn đồng. Bao ship và giao hàng toàn quốc anh em nhé. Đó, anh em thấy không? Đồng hồ hiển thị này. Đấy, cái mặt hiển thị điện áp vô thì chúng ta Đây đang là 227V Ok chưa ạ Cầu giao tắt mở Mặt trước nó có một cái ổ cắm để cho anh em có thể sạc pin à, Anh em có thể sạc pin hoặc sạc điện thoại đều được Đó, cái Mặt trước này Anh em lưu ý nhé bác nào mà không sử dụng nhà có trẻ nhỏ tốt nhất Các bác lấy băng dính các bác bịt lại cho em à, Còn không thì chúng ta sử dụng thì Chúng ta sẽ à, Cứ để vậy thôi Nút này à, hướng dẫn anh em luôn. đây là cổng một này, thằng sau này. cổng một anh em không cắm gì thì anh em có thể tắt đi. cổng hai không cắm gì có thể tắt đi. đó. còn đôi khi anh em cắm các thiết bị thì anh em mở ra anh em nhé. À, hoặc là cứ mở ra hết thì thế này anh được trả vấn đề gì? trả à, vấn đề gì đúng không ạ? đó. đây. À, các tất cả các nút nó rất là nhạy. ok chưa? mở ra này. có đèn đỏ như này thì nó mới có điện anh em nhé. À, có đèn đỏ như này. À, tất cả các cọc nó có đèn đỏ thì đằng sau đằng sau ổ cắm nó mới có điện còn đâu như thế này là đằng sau tất cả đèn nó bị tắt anh em lưu ý nhé tất cả nó bị tắt như thế này về anh em mà thấy nó bị tắt đèn nó không lên đèn như thế này thì là các cổng ở đằng sau tám cổng đằng sau là không có điện ok chưa à, nhiều anh em mua về đấy nhiều anh em mua về là bật lên như thế này đó À, nó chỉ có mấy đèn ở giữa này chẳng hạn nó có mấy đèn ở giữa này nó sáng thì nó bảo cắm thì nó có điện còn cái cổng 1 này mấy cổng 7 cổng 8 nó không có điện anh em cũng gọi điện anh em hỏi bảo là cái cổng 7 cổng 8 mấy cổng 1 chẳng hạn, nó, nó, nó bị hỏng nó không lên điện nhưng mà thực chất là anh em chưa mở anh em nhé anh em phải mở lên đèn sáng như thế này đúng không ạ à, mở lên thế này thì nó mới có điện đó à, chứ mà một kênh như thế này à, một cổng như thế này những cái cổng này nó không có nó không hiện cái đèn sáng đấy không hiện cái đèn đỏ lên thì tất nhiên là nó không có không có điện rồi nó đúng đúng không nhưng mà cái ổ cắm ở mặt trước này anh em lưu ý giúp em nhé ổ cắm ở cái mặt trước này 24 trên 24 có điện lúc lạng có điện anh em nhé lúc lạng có điện đó trừ khi anh em tắt cầu dao đi thôi trừ khi anh em tắt cầu dao này đi đó trừ khi anh em tắt cầu dao đi thì nó sẽ không có điện thôi đó. chứ còn đông khi chúng ta bật lên như thế này, này thì có điện hết nhá. Đó, kể cả là anh em, kể cả là những cái lút này anh em tắt hết, kể cả những cái lút này anh em tắt hết. đó, thì cái mặt, thì cái cái cái, cái ổ cắm trước này nó vẫn có điện, đó, nó rất là hay. Đó. đó. thì đây là những cái mẫu quản lý nguồn khá là là là, là xịn sò để cho anh em chơi. Đó, lút bypass này là sử dụng hay không sử dụng này, nhấn vào nhé anh em nhé nhấn vào. Đấy, nhấn vào không sử dụng Đấy, không sử dụng khi anh em nhấn vào thì chúng ta nhấn cái nút này nó không có tác dụng gì khi nó hiện đèn xanh này anh em nhé đây khi anh em nhấn hiện đèn xanh cái này Đấy, là nó sẽ không Đấy, nó sẽ không 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 sử dụng thì là chúng ta sẽ nhấn cái nút này vào tắt mở nút này nó sẽ vô tác dụng đó thì bắt buộc anh em luôn nào phải mở cái này ra đấy mở cái này ra sau đó mới chúng ta mới sử dụng được cái này À, cái nút nguồn này anh em nhé Nút à, nguồn này, tắt mở nút này Nói chung là khá là dễ dàng thôi Đó Ok chưa à, Thì vừa rồi thì em cũng đã Làm cái video Về cái con quản lý nguồn P9 à, Giá rất là hữu nghị cho anh em 1 triệu 600 nghìn đồng à, Rất là chất lượng, bao ship Và giao hàng toàn quốc Đó à anh em xem video thì thấy hay nhớ cho em xin một like một đăng ký kênh. Và nào có nhu cầu mua hàng để gọi trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.